Xin chào các bạn, lại là mình mà không phải là anh Huy. Thì thôi thì các bạn cũng chịu khó theo dõi clip này của mình nha. Thì lần trước mình đăng clip về kính thi đấu B130 thì có nhiều bạn hỏi mình là cái sự khác biệt giữa kính thi đấu và kính thường là gì. Thì hôm nay mình xin làm clip này để mình chia sẻ các bạn về những cái thông tin về sự khác biệt kính thi đấu và kính thường như thế nào nha. Rồi như các bạn thấy ở đây ha, mình có rất là nhiều loại kính. Thì trong tay mình này, lúc này là mình đang có kính thi đấu. Rồi đằng kia đó là loại kính thường. Rồi bây giờ mình sẽ bóc hộp cái này ra coi để mình nói chi tiết các bạn về những cái sự khác biệt của nó nha. Rồi đây là kính thi đấu mình cầm trong tay. Thật ra nhìn thì về thiết kế thì mình đánh giá kính thi đấu thiết kế nó cũng không có gọi là đẹp lắm. Nhưng mà được cái thì nó được nhẵn và mịn, các góc đều thôi. Rồi, cái cầm thôi. Rồi, đây là phần dây của nó ha. Ok. Rồi, về cái điều sự khác biệt đầu tiên mình nói là về cái mục đích của hai loại kính này. Thì kính thi đấu thì các bạn cũng biết mục đích của nó là dành cho thi đấu ha. Còn kính thường á, thì mục đích của nó là dành cho những cái mục đích như là vui chơi giải trí hoặc là luyện tập thể dục thể thao. Đó, sự khác biệt đầu tiên là về cái mục đích sử dụng của nó. Chính vì vậy người ta tạo ra hai loại kính khác biệt nha. Rồi các bạn để ý ha, ở trong phần kính này á, thì cái góc của nó hơi là vuông hơn so với phần này thì nó bầu hơn các bạn ha, nó bầu và nó mịn hơn. Chính vì vậy, vì cái độ cong và không có gương góc như thế này á, nên nó sẽ làm giảm cái lực cản nước của kính xuống, và điều này sẽ không ảnh hưởng gì tới tốc độ bơi lội của vận động viên. Càng nói chung mà khi mình đi bơi thi đấu á, thì cái lực cản nước càng giảm xuống thì có nghĩa là mình sẽ bơi nhanh hơn, điều đó rất là quan trọng các bạn. Rồi phần tiếp theo thì mình xin được phép so sánh với cái phần tròn kính ở đây. Rồi cái phần vòng đệm ở đây nè. Nè các bạn có thể thấy sự khác biệt của phần hai phần vòng đệm này ha. Rồi ở phần bên trên của mình đang cầm á, kính này là kính Phoenix. Kính này mình thấy phổ biến ở hồ bơi, nhưng chung là rất là nhiều chỗ bán về loại kính này. Còn đây là kính chuyên dụng và dành cho thi đấu ha. Về cái phần vòng kính này á, bạn có thể thấy là kính thi đấu nó thiết kế là nó khá nhỏ và nó được thiết kế là ôm trọn, nằm trọn trong cái hốc mắt của mình, trong khi là cái phần kính thường á, thì nó được thiết kế to hơn một chút, nó bao quát bên ngoài cái hốc mắt luôn. Về cái phần len á, ở đây nó mặt kính nè, các bạn thấy nè, cái phần mặt kính của kính bơi thì cái phần mặt kính nó to, trong khi gần một phần mặt kính của kính thi đấu thì nó lại khá nhỏ, nó không hề to. Và chính điều này nó sẽ hỗ trợ cho vận động viên ở cái phần là giúp vận động viên bơi nhanh hơn, là vì như với những thiết kế như vậy nó sẽ làm giảm cái lực cản nước của kính, kính và vận động viên họ sẽ bơi nhanh hơn trong khi thi đấu. Còn kính thường thì họ thiết kế nó to hơn, vậy cái tầm nhìn họ sẽ thoáng quát hơn. Và vì cái phần tròng kính này nó nhỏ hơn so với kính thông thường mình thường gặp á, vậy nên cái nhược điểm của loại kính này là với những bạn nào mà quen với những tầm nhìn mà nó rộng hơn và nó khái quát hơn á, thì sẽ cảm thấy là cái kính này nó không quen, vì cái tầm nhìn của kính này nó khá là nó thu nhỏ so với kính này thì tầm nhìn của mình nó rộng hơn và nó to hơn. Và một phần nữa là do cái này nó nằm rộng trong hốc mắt của mình, nên sẽ cảm thấy nó không quen và nó hơi khó chịu ở phần mắt của mình nếu mà thời gian đầu mình sử dụng kính thi đấu. Rồi phần tiếp theo là sự khác biệt về phần dây ha. Về phần dây của loại kính thi đấu này thì nó được làm khá là mỏng và dẹt và phẳng như thế này. Tuy nhiên thì nó lại được sử dụng là những chất liệu có độ giãn tốt, cực kỳ tốt, cũng như có độ bám cực kỳ tốt luôn, như là sử dụng những chất liệu là silicon hoặc là cao su TPE. Tuy nhiên về cái nhược điểm của mình nó mình thấy ra là chính vì cái thiết kế tối giản quá nên mình thấy trong cái sợi dây cao su này nó không có được đẹp và không được thiết kế bắt mắt như những loại kính khác. Như loại kính này cái phần dây nó thiết kế đủ kiểu cho mình hơn, nó không có nhiều chi tiết để làm nổi bật cái phần dây, vậy nên phần kính thi đấu á, nó khác hơn, so cái này nó được làm mỏng dẹt hơn so với lại cái phần này nó thon như cọng bún, nên nó khác nhau ở cái phần đó. Vậy nên với mình thì kính thi đấu thì nó có hẳn là có cái điểm tốt, nhưng mà nhìn chung thì phần thiết kế dây này nó không được đẹp cho lắm, nó khá là thô. Và phần cuối cùng, sự khác biệt cuối cùng là ở phần vòng đệm mắt cao su. Bạn nhìn cái vòng đệm mắt cao su cái này bạn thấy nó khá to ha, và cái miếng ở đây thì nó rất là dày và dài ha. Tuy nhiên ở phần kính thi đấu này thì cái phần vòng đệm mắt thì nó lại thiết kế là mỏng hơn,
nhiều so với phần đệm cao su này. Tuy nhiên thì với thiết kế này thì nó không ảnh hưởng gì tới cái lực bám mức trên cái lực bám trên mắt của mình. Như các bạn mình vẫn có thể vận động viên cũng có thể thi đấu tốt với loại kính này vì cái độ bám của nó vẫn rất là đảm bảo. Khi họ phóng xuống hồ và kính nó sẽ không hề rơi ra khi họ sử dụng kính thi đấu nha các bạn nha. Và mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn biết về những thông tin về sự khác biệt của kính thường và kính thi đấu. Tuy nhiên hiện giờ thì trên các nhà sản xuất ra nhiều kính thi đấu khác nhau với những cái mẫu mã cũng như là cái điểm nổi bật khác nhau. Vậy nên những cái thông tin mình chia sẻ các bạn chỉ là những phần cơ bản nhất thôi. Tuy nhiên có một điểm chung duy nhất đó là kính thi đấu thì cái phần tròng mắt của nó luôn luôn nhỏ hơn so với kính giải trí thông thường của mình hay gặp nha. Rồi clip đến đây cũng hết rồi, mình hy vọng rằng các bạn cũng đã có cho mình một vài cái thông tin hữu ích về cái việc sản phẩm kính bơi cũng như là sự khác biệt giữa kính bơi và kính bơi thường và kính thi đấu. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mình sẽ quay lại với những clip tiếp theo, mong các bạn tiếp tục xem và ủng hộ nhé. Xin chào và cảm ơn.